hello xin chào các bạn chào mừng các bạn đến với kênh đam mê cá vàng đây là kênh chuyên về cá vàng tại việt nam hôm nay là một video mình muốn chia sẻ về uh, quá trình điều trị cho chú cá bị bệnh thói đuôi mà không sử dụng thuốc lý do dạo gần đây mình hay chia sẻ với các bạn về quá trình chữa trị cho cá vàng mục đích mình muốn truyền tải với các bạn rằng khi mà chữa bệnh cho cá vàng thì rất mong rằng các bạn hãy hạn chế sử dụng quá nhiều các loại thuốc rất là nhiều bạn đến với đam mê cá vàng và chia sẻ với đam mê cá vàng trong tình trạng là chú cá của các bạn đã rất là tệ rồi vì chú cá đó đã trải qua quá trình sử dụng quá nhiều thuốc, quá nhiều loại thuốc và không rõ nguồn gốc. cả nhà bán cũng không còn lương tâm nữa bằng cách là các bạn đã bán rất là nhiều các loại thuốc cho khách với rất là nhiều loại màu sắc và nói rằng các bạn hãy trộn cho cá ăn đi. thật ra thì các bạn cũng phải hiểu rằng cá nó cũng giống như cơ thể người của mình vậy và cái thể trạng phục hồi của cá phục hồi tốt hay hay không và nhanh hay không á là do trong suốt quá trình các bạn nuôi cá các bạn đã tạo cho cá một cái sức đề kháng và môi trường tốt nên khi cá vàng bị bệnh dù nặng hay nhẹ thì chúng ta không được quá nôn nóng bây giờ là mình phải dùng một cái từ là không được quá luôn chứ mình không nên là Dùng cái từ là không nên Các bạn không được quá nôn nóng và nên chữa lành cho cá một cách tự nhiên thì mới tốt nhất cho cá Nếu mà các bạn chú ý thì ở đam mê cá vàng cũng 5-6 năm rồi Thì những sản phẩm của đam mê cá vàng không mấy đa dạng Vì thật ra để chữa bệnh cho cá không cần quá nhiều thuốc Và chỉ xoay quanh những cái loại thuốc cơ bản Như là thuốc xanh methylene để chữa bệnh ngoài da cho cá Thuốc tím để khử trùng hồ Rồi những cái loại mà gọi là cá bị nấm mạnh Hoặc là ca cao để chữa lành nội tạng cho cá Và muối thì cũng để chữa lành nội tạng Loanh quanh nó cũng có nhiêu đó thôi Và cá của bọn mình cũng rất là khỏe mình rất hy vọng rằng thông qua các video quá trình chữa bệnh thì các bạn có thể dần dần hiểu hơn về cách nuôi cá tự nhiên. Hôm nay là một chia sẻ từ một trang web của Nhật Bản có tên là Kingyobu. Thì thông qua bài viết ngày hôm nay bạn đó đã chia sẻ về chú cá của bạn. Và chú cá này là đang gọi là đang mang trứng trong người nha và chú cá này đã bị uh, thói thối đuôi, nguyên nhân bị thối đuôi là do chú cá này đã bị những chú cá trống dí uh, theo và rỉa rỉa đuôi nên là bạn bị thối đuôi. Ok, mình với các bạn cùng vào nội dung chính ngày hôm nay nha. Đầu tiên là một tấm hình của tình trạng đuôi cá được phát hiện bị bệnh vào ngày 23 tháng 4. Vào ngày này thì bạn có chia sẻ là có khá nhiều vị trí bị rách và một phần bị bệnh thối đuôi. Vì vậy bạn đã quyết định là thực hiện tắm muối cho cá trong vòng 3 ngày và ừ, lúc này thì bạn chụp hình cá từ trên xuống và không có cầm chú cá lên để chụp hình để tránh gây áp lực cho cá và đây là đây là hình ảnh của chú cá sau 3 ngày điều trị tức là 3 ngày à, thực hiện tắm nước muối. Bạn có chia sẻ rằng vết thương của bệnh thối đuôi đã dần dần hồi phục và nhiều chỗ đã bắt đầu liền lại với nhau. Từ ngày này thì bạn đã tiếp tục điều trị cho chú cá trong nước nuôi, có nghĩa là trong cái hồ nuôi bình thường bằng cách là tách ly chú cá đó trong một cái rổ. Bạn chia sẻ rằng không có thích để chú cá trong môi trường nước muối trong thời gian dài. Vì vậy sau thời gian điều trị thì bạn đã cho đã cho chú cá trở về bể cá ban đầu Tuy nhiên thì trong cái hồ cá này chỉ toàn là cá trống thôi Bạn không thể nào thả chú cá này vào trong bể cá được Bởi vì khi thả vào thì sẽ chắc chắn um, xảy ra tình trạng tương tự Đó là chú cá sẽ bị dí và bị rỉa đuôi Vì vậy bạn sẽ tách chú cá vào một cái rổ đây là hình ảnh của chú cá bị cách ly trong rổ thì cái rổ được kẹp vào trong cái cạnh hồ rất là đơn giản bằng một cái kẹp quần áo khi bạn nhìn trên cao thì bạn thấy là chú cá này rất là nhỏ đúng không nhưng mà tác giả đã chia sẻ rằng chú cá này đã đẻ được hàng trăm trứng và đẻ được ba lần luôn tính tới thời điểm hiện tại vào ngày tiếp theo là ngày 27 không biết các bạn có nhận ra là trên đuôi cá có những cái gọi là những cái hạt trắng trắng không và ở bên phía bên tay phải à, của cái đuôi nó sẽ có một cái phần nhăn nhúm lại Đây cũng là dấu hiệu cho các bạn nhận thấy là chú cá của bạn đang bị thối đuôi giai đoạn nhẹ, giai đoạn 1 Và vào ngày 28, vào ngày sau đó thì các bạn thấy rằng à, cái phần đuôi cá đã bớt nhăn rồi và những cái màu sắc của cá bắt đầu liền lại với nhau và vào ngày 29 thì các bạn có nhìn thấy là uh, cái cái phần tam giác mà mà tác giả um, đánh dấu vào á thì đây là những cái điểm khác nhau của uh, đuôi cá sau những ngày dần dần hồi phục các bạn thấy rằng cái 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 màng màu màu trắng của nó đã bắt đầu liền lại tác giả có chia sẻ rằng cái đuôi của uh, chú cá này đã bị các chú cá trống rỉa tả tơi luôn nhưng mà nó không có quan tâm và dù là ở trong rổ nhưng mà nó cũng cứ lao về ở phía những con trống ở ngoài và vào ngày 30 tháng 4 thì nó đã đẻ lần thứ ba dù là nó ở trong rổ nha, nhưng mà hình như là có những cái chú cá trống ở bên ngoài đã phóng tinh trùng vào. Về vật lý thì nó không hề tiếp xúc với nhau nhưng mà nó vẫn đạt được mục đích và đẻ rất là nhiều trứng để thụ tinh trong quá trình này thì tác giả đã gây chú ý cho các bạn bằng cái dấu phần hình tam giác màu đen trong hình ảnh thì bạn có thể so sánh bất kỳ một cái vị trí nào ở trong tấm hình. Tuy nhiên, à, hãy so sánh cùng một vị trí, có nghĩa là tất cả những cái tấm ảnh đó, các bạn hãy so sánh cùng một vị trí. Và các bạn thấy rằng à, dường như mỗi ngày, mỗi ngày thì cái tốc độ à, phục hồi vây của cá vàng nó nó gọi là nó phát triển mỗi ngày và dần dần thì cá đã mọc lại đuôi và các phần bị rách đã liền lại với nhau hoàn toàn và chỉ còn cái phần hình dạng và hoa văn thì nó cần hoa văn ở đây tức là màu sắc thì nó cần thời gian để mà lành lại phục hồi một trăm phần trăm thôi vì vậy các bạn có thể thấy rằng bệnh thối đu có thể được chữa trị bằng sức đề kháng của cá mà không cần sử dụng bất kỳ loại thuốc nào Chỉ cần dùng muối thôi và không cần phải reset lại bể Và um, cá vàng là một loại cá có khả năng phục hồi rất là cao Các bạn có thể thấy rằng nó có thể dễ dàng uh, vượt qua được bệnh mà cũng có thể dễ dàng sinh sản qua hàng rào giữa quá trình phục hồi Tương tự như vậy thì cái bệnh đốm đỏ của cá có nghĩa là dạng bệnh xuất huyết á, Xuất huyết giai đoạn đầu của cá cũng có thể chữa khỏi hoàn toàn bằng cách là bằng việc là bạn sẽ quan sát sự tiến sự tiến triển của cá và không cần phải sử dụng thuốc và cũng không cần phải reset lại toàn bộ bể cá đối với căn bệnh thối đuôi hoặc là căn bệnh đốm đỏ tức là bệnh xuất huyết giai đoạn đầu á, thì các bạn không cần phải reset hồ cá đâu mà các bạn chỉ cần thay nước là được rồi và khi mà các bạn thay nước á, thì bạn sẽ làm giảm sức mạnh của vi khuẩn thì cá nó sẽ tự điều trị được cơ thể của nó ngoại trừ bệnh đốm trắng nha bệnh đốm trắng là do chú cá đó sẽ lây từ chú cá này sang chú cá khác nên là bạn cần phải reset hết hồ cá luôn nếu mà các bạn gặp cái trường hợp giống như mình ở lần đầu tiên thì bạn đừng có cảm thấy lo lắng hay là hoảng sợ bạn cần phải giữ bình tĩnh và xử lý nè bạn có thể xử lý cá một cách an toàn mà không cần gây áp lực không cần thiết cho cá bởi vì khi bạn sử dụng thuốc hoặc là sử dụng quá nhiều thuốc tức là bạn đang tạo áp lực cho cá và bởi vì cái áp lực đó mà cá nó sẽ dần dần bị yếu sức đề kháng và cơ thể của cá rất là lâu hồi phục hoặc là cũng có thể là sức khỏe của cá sẽ dần dần yếu đi và không thể nào hồi phục được luôn là cũng do chính các bạn dùng quá nhiều thuốc không cần thiết. Vì vậy thì các bạn hãy thực hiện thay nước nhiều, thay nước khoảng 50% hoặc là 2/3 tức là và sau đó thì bạn sẽ cho tắm muối và đưa chúng về bể cá khi mà đưa chúng vào bể cá thì bạn cần phải tách riêng chúng trong rổ hoặc là trong giỏ hoặc là các vật dụng tương tự để tránh chúng bị tấn công bởi những con cá khác và dần dần thì chúng sẽ hồi phục nhanh thôi. Ok video của mình đến đây là kết thúc rồi mình rất hy vọng thông qua video clip này sẽ giúp cho các bạn hiểu thêm nhiều về cái quá trình chữa trị bệnh cho cá vàng nha. Cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.